Sau đây là thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bến Tre cho biết từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2022, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 31 ca dương tính mới. Tất cả trường hợp mắc mới đều là ca cộng đồng. Trong đó có 10 ca liên quan đến cơ sở giáo dục. Cụ thể, huyện Ba Tri 8 ca, huyện Mỏ Cầy Nam 8 ca, huyện Châu Thành 7 ca, huyện Mỏ Cầy Bắc 6 ca, thành phố Bến Tre 2 ca. Toàn tỉnh có 553 ca đang điều trị, trong đó nguy cơ thấp 546 ca nguy cơ trung bình 4 ca, nguy cơ cao 3 ca. Tổng số ca dương tính cộng dồn 96.472 ca, cộng dồn F0 kết thúc điều trị 96.320 ca. Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Bến Tre không có ca tử vong do mắc Covid-19, số ca tử vong hiện là 482 ca.